Kính thưa quý vị, Hoa Kỳ bác tin đại sứ Shia nói nhân quyền Việt Nam cải thiện đáng kể. Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Hà Nội cho biết là việc báo chí Việt Nam loan tin đại sứ Hoa Kỳ David Shia phát biểu rằng nhân quyền Việt Nam đã có những cải thiện đáng kể là sai sự thật. Vào ngày 7 tháng 8, đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam David Shia có cuộc họp báo với giới truyền thông nội địa về chuyến công du Hoa Kỳ mới đây của Chủ tịch nước Cộng sản Việt Nam Trương Tấn Sang và các vấn đề liên quan đến quan hệ Việt-Mỹ. Hàng loạt các báo nhà nước khi tường thuật về nội dung sự kiện này nói rằng một trong những điều kiện để dẫn tới việc Hoa Kỳ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí là vấn đề nhân quyền. Trao đổi với giới báo chí vào ngày 7 tháng 8, đại sứ David Shia cho rằng xung quanh vấn đề này từ đầu năm 2013 đến nay, Việt Nam đã có những cải thiện đáng kể. Đại sứ quán Hoa Kỳ khẳng định báo chí Việt Nam đã đưa tin sai. Đại sứ David Shia không hề phát biểu rằng nhân quyền Việt Nam cải thiện đáng kể. Tòa đại sứ Hoa Kỳ nói sau khi phát hiện vào ngày hôm 8 tháng 8, họ đã yêu cầu đính chính và đề nghị xin lỗi. Tuy nhiên, tính cho đến 4 giờ sáng ngày 10 tháng 8 theo giờ Hà Nội, các trang báo điện tử trong nước bao gồm Tiền Phong, Đất Việt, Dân Trí, Sài Gòn News, v.v. vẫn còn giữ nguyên các bản tin vừa kể. Đại sứ quán Hoa Kỳ cho biết là đại sứ David Shia đã nhiều lần tuyên bố Hoa Kỳ không bán vũ khí sát thương cho Việt Nam chừng nào Hà Nội chưa cải thiện nhân quyền.